nhiều ơi, chúc anh Mỹ là có dịch nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe thì Mỹ sẽ đi được nhiều hành trình thiện nguyện, và nếu em rút được nhiều gửi mời mọi người đi ăn hết. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay được trở lại hội Pháp Quang Quang cùng với lại tất cả những anh chị em trong hội, và đặc biệt hơn nữa là gặp được huynh trưởng Nguyễn Thế Mỹ. Thì hôm nay sáng hôm nay mình nhận được rất là nhiều lộc quý vị khán giả ơi. Đây đầu tiên là lộc tại chùa Ấn Quang, rồi sau đó là nhận được một cái tấm vàng 4 số 9 của thầy Lệ Trang ở chùa Việt Nam Quốc Tự. Phải nói là hôm nay nhận lộc lá rất là nhiều, cả nguyên năm nay mình sẽ được may mắn. Và đây một người má lần đầu tiên họ được lần đầu tiên mới đây 10 chậu. Tới giờ như vậy mà lại ít đi chậu. Cho nên là già quá rồi, giờ phải đi chùa cầu cho sức khỏe được bình an. Còn đây cái cỡ này là đâu có lo, đâu có mẫn gì ra tiền đâu mà chúc cho các con sức khỏe đó. Ừ, sức khỏe. Nói chung là con chúc quá là nhiều sức khỏe rồi, con không chúc gì hết. Đúng giờ. Còn anh thì con chúc nhiều sức khỏe và công việc lúc nào cũng thuận lợi, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn cái bạn Caramel rất là nhiều, chúc bạn được năm mới nhiều sức khỏe, bình an, và có sức khỏe thì bạn làm được tất cả những điều bạn mong muốn nha. Bye bye. Bạn đó là kính thưa tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, kính thưa quý Phật tử gần xa, đây là ngôi chùa đầu tiên ngày mùng năm đến dịch đi, là chùa Ấn Quang nằm ở trên đường Sư Văn Hạnh. Đây là một ngôi chùa khá là lâu đời và một ngôi chùa cũng gắn liền với anh chị em nghệ sĩ. Khi những người đã mất thì họ không có những nơi để mà nằm để chờ những người thân á. Thì ngôi chùa Ấn Quang này cũng gắn liền với những nghệ sĩ như là anh Vũ và một số anh chị em. Thì nếu mà những ai đã từng theo dõi thì mọi người sẽ biết đây là ngôi chùa Ấn Quang. Cái đề tài để mọi người cùng hướng theo đó, và nguyện sẽ thực thi những lời Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống này. Được như vậy thì mình được chúc bình an, mình sẽ có bình an, tại vì mình gây nhân bình an. Và mình không đuổi tai họa, nhưng tai họa nó vắng bóng, tại mình không có gây nhân những cái khổ đau, không có tạo tác ra những cái nhân tố bất thiện. Người ta cũng cầu cũng nguyện, nhưng cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết như vậy là chánh tín. Còn cũng cầu cũng nguyện mà nghĩ là Phật sẽ cho mình cái này, người khác làm giúp cho mình cái này, dù mình lại Phật, thờ Phật vẫn là mê tín như thế. Thì hôm nay như ngày đầu xuân gặp các vị ở đây, ở trong cái đàn này, mặc dù chưa có niêm đàn xác định, nhưng mà mọi người đến đây bằng cái tâm niệm an lành thì tôi nghĩ cái nhân đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hướng và lúc nào cũng còn được sống an lành. Ôi nhiều quá. Đó, rồi. Thì lần đầu tiên được không lần đầu tiên được tham gia cùng với hội, đúng không? Dạ. Thì hội nói chung là mấy năm trước thì má cũng có đi, nhưng mà đi với những người lớn tuổi ngang với má. Còn năm nay lại tham gia với nhóm trẻ, cho nên cảm thấy rất là năng động, rất là vui, cảm thấy yêu đời. Và mình tự như nghĩ tới lúc mà mình còn trẻ, quên cả tuổi già. Ok má, cảm ơn má nhiều lắm nha. Và đây, em tên gì em? Em tên Lộc. Em Lộc hả? Em tham gia hội lâu chưa? Dạ em mới đi lần đầu tiên ha. Ok cưng, hồi lần đầu tiên, sẽ còn nhiều lần tiếp theo nha. Dạ. Ok, đây. Không biết bạn này tên gì luôn ta? Dạ em tên Thọ. Thọ đi với hội lâu chưa? Em mới đi lần đầu. Rồi, nhiều lần tiếp theo. Dạ. Em đúng không em trai? Dạ. Em trai tên gì? Dạ, em tên Kiệt. Kiệt ha. Dạ. Ok, cảm ơn em rất nhiều hôm nay cùng đồng hành với hội Pháp Quang Quang của anh Nguyễn Thế Mỹ. Gửi lời chào chúc đến mọi người đi cưng. Em chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng và sự nghiệp. Cảm ơn em. Anh Hiền đi đâu vậy anh Hiền? Anh sợ em quay anh hả anh Hiền? Chụp hình cho em. Đây là anh này có chức vụ không anh? Chức vụ gì của anh? Chức vụ gì bên anh? Ô xin. Rồi đoàn hậu cần nè. Đó.
Ông Hưng đi đâu vậy? Chụp hình hoài à. Đây là huynh trưởng Nguyễn Thế Mỹ nè mọi người. Mặt rất là đẹp luôn, thấy chưa? Trời ơi, không đẹp thiệt. Này khen thiệt. Chưa ngủ miếng nào luôn đó. Anh năm mới gửi lời chúc đến mọi người đi anh. Rồi năm mới chúc tất cả mọi người luôn luôn được an lạc, hạnh phúc, thành công. Đó một năm mới tràn đầy sức trong sống và năng lượng nha. Đó, cảm ơn anh rất là nhiều. Trời ơi, cái nụ cười cũng chết người á. Trời ơi nè, đây là phó ban chỉ sự nè mọi người. Hôm nay năm mới nhộm cái đầu rất là đẹp luôn. Sang, em là phó ban chỉ sự, em là một người luôn hiểu về Phật Pháp nè. Em có lời chúc gì đến tất cả quý vị khán giả không Giang? Năm mới phát tài, làm đâu thắng đó, nhiều sức khỏe, sống mãi, không già. Trời ơi, giọng cưng quá vậy. Trời ơi, mà nãy ngoài chửi em á. Giọng cưng quá à. Tùy lúc chứ, đang lên clip đâu dám chửi đâu. Nhưng mà thử tắt clip coi đi là thấy thì camera luôn bất tử. Đây, đây là Cơ Ngọc. Bạn này tính Tính phải không? Tính, Tính rồi nha. Bạn kia đâu? Có cái bạn gì đi chung gì với em á? Không, bà đó đi quê rồi, bà đó. Dạ. Yeah. Con Sơn hả? Mở ba. Hôm nay mở ba lột xác rồi, mở ba lên Sài Thành rồi phải không? Hôm nay mở ba sẽ còn cô gái Việt Nam rồi mọi người ơi. Trời đất ơi. Chúc mừng năm mới, luôn tràn đầy vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè, làm ăn gì tính tới nha. Hôm bữa mợ ba về quê, mợ ba mặc chiếc áo dài đó, tôi nói cả xóm ai cũng hâm mộ mợ ba hết trơn. Áo bà ba hôm nay mợ ba mặc áo dài sang quá nè. Mợ ba đã thay đổi sắc diện rồi. Cô gái tên Thúy phải không? Dạ không phải, em tên Thúy. Em tên gì? Tên là Trinh ạ. Trinh. Năm mới Trinh chúc mọi người như thế nào Trinh? Dạ, em năm mới em chúc mọi người sức khỏe, vạn sự bình an. Tướng là tướng Bình An ạ. Chúc gì không biết từ nào tết. Đúng rồi. Nó nhanh mới trời. Sao nó lại nè, sao nó lại? Từ năm mới chúc mọi người sức khỏe, vạn sự bình an, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Rồi xong hết rồi đó anh. Như đó thôi, nhiều quá. Cô gái này cũng hài lắm nha. Cơ, nãy em nói gì cơ? Pháp danh của chị là gì? Diệu Lan ạ. Ủa, thiệt luôn hả? Rồi, Diệu Lan. Tài Lộc đó ạ. Diệu Lan Tài Lộc đó ạ. Còn pháp danh em là gì cơ? Đây là Pháp Pháp Độ, còn đây là Diệu Nhũ. Còn đây là Pháp Độ. Diệu Nhũ là cái gì? Pháp gì? Pháp Độ. Pháp Độ hả? Ừ. Ủa, thiệt luôn hả? Đấy là danh đặt. Đúng rồi. Còn đây là chị Diệu Tuệ, còn đây là bé Pháp Trộn. Pháp Trộn là chuyên sức kem trộn, như bán kem trộn, như ăn kem trộn. Có luôn hả? Bạn ăn chuyên ăn kem trộn, như rắn vậy á. Bình thường ta sức rồi bạn ăn. Ủa Tính là em đang bán kem trộn hả Tính? Đúng rồi. Ủa đồ, hẹn 6 giờ chiều trên Lan Tin nha. Rồi lại Việt Nam quốc tự. Chiếu chị số điện thoại của chị. Việt Nam về lại hả? Muốn không đi thôi đi tiếp đi. Ba kỳ đồng đi. Đi. Chị đã muốn tự ra thang hồ chụp hình. Sao vậy là mình không đi nữa hả? Không có qua thầy qua gặp lại bác học nãy giờ cũng lì xì cái thầy khác. Chị phải diễn viên không chị? Chị chụp cho. Rồi em hâm mộ chị quá à. Đó, trước mặt mọi người đó chính là bạn Bảo Ngọc, diễn viên múa Bảo Ngọc. Trời ơi, Tuấn đứng xin mời. Đẹp quá trời. Năm mới em gửi lời chào chúc mọi người đi quanh với một cái trang phục áo dài truyền thống của người Việt Nam này chờ quanh. Nhưng mà mọi người đi rồi đến. Không, em chúc khán giả mà. Ừ. Năm Quý Mão. Quay nhờ. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kiều Anh. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2023, là Tết Quý Mão. Thì Kiều Anh xin được gửi đến toàn thể khán giả đã xem chương trình YouTube của Nhật ngày hôm nay của anh Nhật. Thì anh xin được gửi lời chúc đến các bạn, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, làm được gì cũng được thuận lợi,
luôn có sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn, gia đình luôn được bình an và hạnh phúc. Chúc mọi người năm nay vạn sự như ý, mọi điều thành công và luôn có được nhiều tình yêu của mọi người nhé. Bye bye. Ôi, quá trời diễn rồi. Xin chào cô, con tên gì? À, cô chúc cô năm nay công việc luôn suôn sẻ và may mắn nha. Chúc cô năm nay mọi việc đều suôn sẻ, rất là vui tươi đến đâu như vậy. Ừ, cảm ơn con. Trời, nay là nhận được lọc lá của thầy luôn, quá đẹp. Đứa này mang cho đứa kia mang cho đứa nọ, mà bọn nó có hay liên kết với nhau nó vui. Đây, nhiệt thành cảm ơn anh Thiên Mỹ, cảm ơn thầy ở chùa Việt Nam Quảng Tây. Hôm nay được một năm Tết đi nhận được rất là nhiều lọc của chùa thầy. Đây là lọc lá của chùa thầy tặng lại cả nhà, rất là đẹp luôn. Wow, quá tuyệt vời, hạnh phúc quá. Trời ơi. Quá đẹp anh ơi. Nói gì mà? Cái chóp đầu luôn Mỹ. Tháo ra cho thầy, nó đợi đi. Thầy thích thầy nói nó tình thích. Nhớ. Thích thầy. Thầy nói sao quanh? Trời ơi, chúng mình chuẩn bị bốc thăm lì xì may mắn vừa năm. Của ai? Của Vinh trưởng Pháp Hoàng Hội Anh Nguyễn Thế Mỹ. Pháp Danh nghe là Pháp Đức. Trời ơi, năm nào cũng vậy ha. Năm nào cũng cũng Không biết ai sẽ là người may mắn giúp thần của liền xì lớn nhất. Năm nào anh Mỹ cũng làm hoành tráng hết trơn á. Thôi ai rút trước thì rút. Rồi chưa, rồi chưa, rút đi. Rồi tôi nhận ra 10 nè. Tôi nhận ra 10 nè. Ui nay u mới đi lần đầu mà u được lọc. Vậy anh ơi, chiều rồi chưa đợi nó xuống lại rồi. Dạ, đang xuống. Anh đứng ngoài kia đi. Đứng ngoài đây là đủ đèn rồi đi. Sao nó đâu có vậy? Trời ơi, cầm xuống luôn nè. Đi ra ngoài đường hả? Đi ra ngoài đường, đi ra quay Mỹ á, quay Mỹ. Nát nát. Đang lên người may mắn lúc tầm 10 ngàn. Lớn quá. 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 Dưỡng mang chỉ sự đem bao lì xì nè. Ba mươi nghìn. Vậy con bóc vậy thôi, chị làm sắp cho hai đứa em. Cho tụi em luôn đi.
Rồi, màu đỏ. Rồi. Vô đi.
Ông Lực là thấy dày rồi đó Lực á. Dày rồi. Má vô đi cho may mắn. Có cái lọc cho may mắn. Mày có bà khẽ bị cháu. Hay quá luôn. Hôm nay vậy là hơn đúng không? Ta rút đi kìa. Em ăn được rồi. Em hai tờ. Rồi bóc luôn. Bóc luôn bóc luôn. Đó rồi. Rồi màu đỏ. Màu đỏ. Nam chụp. Tiếp tục hai vô. Nhìn vậy mặt cho em nhìn được. Bóc luôn đi, bóc Ngọc luôn. Ngọc chưa? Bóc luôn. Dày quá vậy, dày kìa. Đỏ luôn. Đỏ rồi. Sao hay vậy Sang, nhìn thấy hay vậy Sang? Sam nhìn thấy hay vậy? Bóc càng chăm. Đây. Nhiều bình an, nhiều sự lạc hơn. Đi bé. Rồi, 500 mà lại bảo đảm luôn. Bé 500 rồi, bé đi. 50. Đỏ. 50. Đúng rồi, cái bao này dày nè, 50. Thấy rồi. 200. Ai sẽ là bao hôm nay đây? Ai sẽ là hoa hậu đây? Dung quá, dung quá. Chúc em nghĩ là nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Rồi, ok, em biết rồi. Bóc luôn nè, bóc luôn, bóc luôn. Lấy nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, khủng lắm đó nha mọi người. Trời ơi. Giải tán đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Còn giải nhất 10.000 nữa. Còn chịu hả? Còn chịu anh. Còn... Trời ma nó đỏ ghê luôn. Ma tuổi gì? Mặt quần trong rồi đỏ em, luôn. Em tuổi tuổi tức. Anh tuổi gì vậy? Tuổi tức. Anh chưa bước vô. Bánh vô, bánh vô. Như là anh ra tôi thấy là nói về mặt tinh thần á thì rất là vui, bây giờ chắc thì nó không biết được. Bây giờ ở đây là quan trọng nè. Thì mà cô chúc cho con luôn luôn tràn đầy sức khỏe để con có năng lượng để làm những cái việc thiện nguyện rồi tổ chức để đi như thế này. Rất là vui. Cảm ơn cô. Rồi cô bỏ luôn cô ơi. Cô 50 rồi cô ơi. Rồi vô nào. Quá nhiều, quá nhiều. Rồi đúng rồi em. Anh kia giúp em cho nè, làm cho cố vô 10.000. Rồi bé lên đi con. Rồi, năm mới em có lên đó. 10 đó hả? Đang khỏe thôi. 50 rồi. Wow. Trời ơi. Má. Nói chung là cảm ơn con cái nhóm trẻ như thế này. Lần đầu tiên là con nhờ con giới thiệu cho má đến đây để mà đi giếng các chùa, và cái đó cũng là cái lộc của má. Còn nói về đi mà để các em mà đem lại cái niềm vui thì làm cho má rất là thoải mái. Mà hôm nay má được nhận cái quà là nói về giá trị tinh thần thì rất là to lớn. Để sáng giờ má thấy vui, đem lại niềm vui, sức khỏe và nghe đi, nghe nó đỡ không?
Nói chung á là ngày hôm nay dẫn chị Loan đi nha. Mà sáng giờ lọc lá cũng có nè, lọc vàng cũng có nè, tiền cũng có nè, nước chi viên tiền cả rác cũng có nè. Rất là đầy đủ. Ngày hôm nay là coi như là nguyên cả năm là sẽ ôm xô đó. Trang đây tài lộc niềm vui. Má con bà giỡn cả 50 à. Ủa vậy hả? Ô má được 250. 200. Lắng mời con ăn đi. Lắng mời con ăn đi. Nhỏ mà. Cảm ơn cả nhà đã xem video nãy giờ. Kiểu đó. Rồi thêm luôn nè. 500. Ta biết. Xanh xanh. 100. 100. Phước cô nhiều. Phước cô nhiều. Ông trực tiếp đi nha. Vô. Mọi người ơi, vô mọi người ơi. Làm ba hàng nha, hàng đầu tiên ngồi xuống nha. Hà, anh Hiền cho đến mấy người trong ban trị sự 8 người nha, chưa bao giờ rút qua 200 ngàn. Giờ em cảm thấy không hài lòng hả? Giờ em cảm thấy không hài lòng hả? Ủa, tức là cái bao vậy anh Mỹ bỏ tờ 50 thôi mà biết sao nó dính luôn hai tờ là em được riêng ra gấp đôi đó. Đó. Hôm nay có hai bồ này nè, vừa hả? Vừa có bồ, vừa có tiền nè đó. 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 Quá trời vỗ vỗ quá. Phước quá kìa, mọi người qua đây ban phước. Đây qua đây ban phước đi. Có gì hôm nay thanh niên này mời. Mời. Có. Đi ăn kìa. Nếu mà đi ăn. Có gì hôm nay bạn tôi mời. Ôi trời, có gì hôm nay bạn tôi mời. Nói còn nhiều nữa mời. Cho nhận nhiều nữa nha. Thôi lỗ đâu không được đâu nha. Bây giờ bọn mình được quan tuệ ăn nhỉ. Sao bây giờ bây giờ xin lỗ. Nếu một giờ quá 1.5 triệu 7 cô đường này chẳng phủ quá. Phủ một nửa thôi còn nửa cất. Qua kế bên luôn đi. Không ai bán nhiều hết trơn á. Con cộng lắm luôn hả? Ờ, đúng rồi. Gù có gì quá rồi ha. Đúng rồi, đấy. Hôm nay có gì bạn tôi báo. Em là ăn chịu đúng không? Hay quá luôn. Áo quần. Nó bán cho ta đúng xài bán chưa? Đây bây giờ Nhật tiếp tục có mặt ở chùa Văn Thánh nha. Đây là ngôi chùa Văn Thánh nằm ngay chân chỗ đường Nguyễn Ngô Tất Tố. Đây là một ngôi chùa Văn Thánh. Thì nhắc đến Văn Thánh thì tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay là khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Văn Thánh. Đây là một ngôi chùa Văn Thánh nằm ở đường Ngô Tất Tố, nằm ở trong một con hẻm rất là nhỏ nha mọi người, ở bên cái rạch, trong một cái đường kinh ngay cầu Văn Thánh luôn. Hôm nay là mùng 5 Tết nè quý vị. Bekanji, Mahabekanji.
Đây là ngôi chùa Quan Âm nằm ở trên đường Trường Sa đó cả nhà. Đây là chánh điện chính trên lầu 1 của chùa Quan Âm. Cả nhà ơi, bây giờ là Nhật đang có mặt ở chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa tiếp theo mà Nhật đến đây để viếng đó cả nhà. Đó, đây là cái khuôn viên ở phía trước của chùa Vĩnh Nghiêm. Mình sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả biết chùa Vĩnh Nghiêm ngày mùng 5 Tết như thế nào nha. Đây là tượng Quan Âm. Đây là một cái tháp nè mọi người. Phía bên đây là một cái mô hình ở chùa làm để cho quý Phật tử đến đây để chụp hình. Ôi. Ở đây cũng có khách nước ngoài họ đến đây họ viếng chùa luôn cả nhà. Trước tiên là bây giờ chắc là Nhật phải vào chánh điện trước để lại Phật, xong rồi mình sẽ ra bên ngoài nha. Mọi người đang tụng kinh. Đây là chùa Pháp Hoa nằm tại đường Lê Văn Sĩ. Đây là con chùa tiếp theo Nhật muốn đến đó cả nhà. Bây giờ mình đi đến ngôi chùa thứ 10, chùa Minh Đạo tại đường Kỳ Đồng đó cả nhà. Xin cái mặt của chùa Nhân Bảo.